Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 29 tháng 1 năm 2021 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến mới rất nhiều những dòng hàng đang nụ để cô chú anh chị có thể chơi hoa xuân hoa Tết này ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là lô hoàng lạp ạ. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em, lô hoàng lạp hôm nay về thì hàng rất là xanh lá, mà rề thì lại có khá là nhiều rề to cô chú anh chị nhé, rất là đẹp luôn ạ. Hoàng lạp hiện tại thì có nhiều cây là đã bắt đầu sưng mắt nụ rồi cô chú anh chị. Em bán với giá là 120.000 cho 1 kg hoàng lạp nhé. Và bên này đây là dòng lan rất là giống với cả sơn hoàng lạp, đó chính là sơn thủy tiên. Cái dòng sơn thủy tiên thì cô chú anh chị thấy là cái dòng sơn thủy tiên thì lá nó sẽ nhiều hơn so với hoàng lạp. Em thấy là bản lá nó cũng có phần là dày hơn. Dòng sơn thủy tiên thì hoa nó sẽ cánh sẽ dày hơn cô chú anh chị nhé. Về cái chùm hoa nó sẽ hoa cánh dày hơn cũng như dày bông hơn ạ. Em bán 180.000 cho 1 kg hoàng thảo dòng sơn thủy tiên này. Và tiếp sang bên này đây là hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Hoàng thảo chuỗi ngọc cô chú anh chị nhé, thời điểm bây giờ thì hàng đang nụ đang bắt đầu là nhú nụ rất là đẹp luôn rồi cô chú anh chị này. Đó. Mà hoa của chuỗi ngọc thì rất rực rỡ và rất là bền hoa. Và cũng có nhiều dề to nhé. Đấy ạ. Đấy, thì hoàng thảo chuỗi ngọc em bán với giá là 190.000 cho 1 kg hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Có nhiều cây nụ lớn, khá là lớn rồi ạ. Thì hàng này là hàng rừng, và cái dòng hoàng thảo này là mùa xuống lá nên là nhìn lá nó sẽ không được mướt mát lắm đâu ạ. Nhưng mà cô chú anh chị cứ lấy cái tầm này thì chơi hoa đẹp, mà cây thì khỏe, mầm lên là sẽ rất là khỏe nhé. Thời điểm tuyệt vời để cô chú anh chị sưu tầm đấy ạ. 190.000 cho 1 kg dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này. Và bên này đây là dòng lan sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên này em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Sơn thủy tiên thì hoa so với hoàng lạp sẽ cánh dày hơn, và nhìn thân lá của sơn thủy tiên thì nó cũng sẽ nhiều lá hơn ạ. Và bông hoa của nó khi mà sổ ấy thì chùm hoa của nó cũng sẽ dày bông hơn. Còn bên này là cái dòng lan kiều vuông cánh trắng. Hàng bình thường kiều vuông cánh trắng là khá là ít lá, tuy nhiên cô chú anh chị nhìn thấy là cái lô hàng về rất là xanh và đẹp như vậy này cô chú anh chị này. Đó, kiều vuông cánh trắng 200.000 cho 1 kg. Và bên này là dòng lan ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu hiện tại cũng đang bắt đầu là nhú nụ rồi ạ. Đẹp. Ngọc thạch 3 màu em bán với giá là 150.000 cho 1 kg nhé. Và tiếp sang bên này là dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này. Hoàng thảo chuỗi ngọc cái thời điểm rất là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cây hàng giống cũng như là để ngắm hoa. Nói chung là mùa này là không đẹp thân lá, tại vì là dòng hoàng thảo mà. Cô chú anh chị chơi hoa thì biết rồi. Tuy nhiên thì cái dòng thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình được ngắm hoa và làm giống nhé. Em bán là 190.000 cho 1 kg hoàng thảo chuỗi ngọc đấy ạ. Cũng có rất là nhiều rề lớn này. Và sang bên này là em có cái dòng lan đây nhỉ. Đây là cái dòng lan hoàng thảo vảy rồng ạ. Có những cái rề rất là xinh luôn này cô chú anh chị này. Hoàng thảo vảy rồng cũng đang chuẩn bị là đến mùa có nụ rồi đấy ạ. Vảy rồng em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan này là dòng lan gì đây nhỉ? Long tu đá. Dòng long tu đá này thì em bán 110.000 cho 1 kg nhé. Và bên này là dòng lan gà dẹt ạ. Gà dẹt thời điểm bây giờ cũng đang có nụ rồi. Và lô gà dẹt này thì bình thường em bán 180 nhá.
Hàng hôm nay thì cũng còn khá là đẹp đấy ạ, chứ không phải là xấu đâu ạ. Hàng lô gà dẹt này thì em xin phép được để lại với giá chỉ còn có 150.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây là hoàng thảo thập hoa. Hoàng thảo thập hoa thì hiện tại thì em thấy là một số cây cũng đã bắt đầu là sưng mắt nụ rồi nhá. Thập hoa 130.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây là cô chú anh chị nhìn cho em. Đây là cái lô gì đây nhỉ? Long tu xuân nhá cô chú anh chị, thân căng mướt luôn này. Cái hàng này thì em thấy là hàng về là người ta cắt tỉa khá là kỹ luôn rồi. Hàng cắt tỉa khá là kỹ luôn rồi đấy ạ. Sạch sẽ luôn rồi đấy. Em bán là long tu xuân nhá, cây dài cây ngắn nhưng thân rất là mập và khỏe, hàng đẹp như vậy này. 220.000 cho 1 kg. Và ở đây thì em còn có một ít hoàng phi hạc ạ, rất là đẹp luôn ạ. 140.000 cho 1 kg. Trầm tím này, hàng 100% thân tơ, dài mướt luôn này. Đó, toàn bộ đều là thân tơ như vậy nhá, dài và đẹp. Em bán 1 triệu cho 1 kg, hàng không còn nhiều. Và tiếp sang bên này là dáng hương đuôi sắc đây cô chú anh chị này. Nói chung là dáng hương mùa này nó khá là khô hanh nên là cây nó cũng có phần là tóp lá nhá. Em bán là đuôi sắc ạ, 120.000 cho 1 kg. Và bên này là dòng lan kiếm hồng hoàng. Kiếm hồng hoàng với cái sắc hoa đỏ thắm nhá, em bán với giá là 80.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây thì em có hai phần trài trần liên duy nhất thôi ạ. Còn duy nhất hai phần hài trần liên, rất nhiều cây luôn ạ. Hài trần liên em bán mỗi phần như vậy với giá 80.000. Và ở đây em vẫn có hai cái lô tắc tiên. Em có hai lô tắc tiên ạ. Mỗi một lô là 40.000, đủ cô chú anh chị làm một giò quá đẹp luôn. Còn bên này là dòng lan hoàng thảo kèn. Hoàng thảo kèn mùa này là đã nhú nụ hết như vậy rồi này cô chú anh chị này. Đó, nhú hết nụ như thế này rồi nhá. Là thời điểm quá là đẹp để cô chú anh chị có thể được siêu tầm để ngắm cho mình những cái bông kèn tím lịm luôn ạ. Em bán hoàng thảo kèn với giá là 660.000 cho 1 kg. Và hàng thời điểm bây giờ là nó cũng đang lên mầm gốc ạ. Tiếp theo bên này đây là dòng lan hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi bắc nhá quý chị nhá. Hoàng thảo vôi bắc. Cái dòng vôi bắc thì hoa sẽ rất là tím. Cái hàng này thì nói chung là hàng rừng thì nó không được đẹp mã đâu ạ. Nhưng đảm bảo cô chú anh chị là chỉ cần thưởng thức vài bông thôi cũng đã rất là đẹp hoa rồi. Em bán vôi bắc 250.000 cho 1 kg. Và đây sẽ là những cây đai châu này cô chú anh chị này. Đó, những cây đai châu hàng thời điểm bây giờ là đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. Tất cả những cây này thì đều đang nụ ạ. Cô chú anh chị có thể về để thưởng thức hoa xuân. Thưởng thức hoa xuân. Và mỗi một chậu khoảng tầm 3 cặp lá như thế này đấy ạ. Một chậu sẽ có 3 cặp lá. Em bán với giá là 130.000 cho một chậu. Thì cái hàng này thì em có cái màu đó là màu cam, màu bò sữa, màu tím đốm và màu hồng phấn nhá. Cam, bò sữa, tím đốm và hồng phấn ạ. 130.000 cho một chậu đai châu này. Tiếp sang bên này đây thì hôm nay em lại cập bến mới một cái lô hàng chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị được cùng thưởng thức hoa Tết. Đó chính là cái dòng lan già hạc chớp Mỹ cô chú anh chị nhá. Cái dòng hàng này cô chú anh chị nhìn thấy là quá trời là nụ luôn cô chú anh chị này. Đó, siêu siêu nụ luôn ạ. Nụ rất là đều luôn. Đó. Mỗi một chậu như vậy thì nó sẽ dài từ 60 cm trở lên cơ ạ. Và cái dòng hàng với cái mặt bông hoa cánh chớp Mỹ, hoa tím chớp Mỹ rất là độc đáo. Mà ngoài ra thì cái bông hoa của nó còn rất là thơm nữa cô chú anh chị nhá. Hàng 100% chuẩn ươm ki. Đó, nụ quá là đẹp, quá là mê luôn như thế này. Em bán một chậu như vậy với giá là 280.000 cho một chậu ạ. 280.000 cho một chậu giả hạc chớp Mỹ đang nụ quá đẹp như thế này. Tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan. Đây là cái dòng lan gì đây? Cái dòng hàng hồ điệp nhá. Hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài đấy ạ. Đó, mỗi một chậu như vậy thì có hai ngừng hoa. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cái sắc đẹp của bông hoa tím hồng rất là đẹp và cái thân lá như vậy, em bán là 80.000 cho một chậu nhá. Và sang đây là cái dòng trà đỏ cô chú anh chị này. Tất cả những cái chậu trà đỏ này thì đều đang chi chít là nụ. Và những cái bông hoa sắc đỏ mà rất là đậm luôn, hoa bông kép cô chú anh chị này, bông hoa rất là to, hoa thơm và rất là bền lâu tàn, phù hợp với mọi khí hậu của mọi vùng miền nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng hàng này thì cái dòng trà đỏ này thì nếu như cô chú anh chị tìm hiểu về nó thì cô chú anh chị biết là cái dòng trà đỏ nó mang tính phong thủy, đó chính là tượng trưng cho cái sự tài lộc và cái sự thịnh vượng và may mắn đấy ạ. Và cái dòng hàng trà đỏ này thì cái loại trà đỏ này thì bình thường là nó sẽ nở vào cái thời điểm là Tết và đầu xuân nhé. Một chậu trà đỏ như vậy này cô chú anh chị nhìn thấy là tán tròn và rất là nhiều nụ, hàng sẽ chuẩn hoa Tết.
100% chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình được trưng luôn ạ. Em bán một chậu như vậy với giá là 180.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nhìn những cái chậu như thế này, nếu như là những nơi khác người ta đều bán trên từ 250 cho đến 300 trở lên. À, em khẳng định luôn nhé. Thì ở đây em chỉ bán với giá là 180.000 để cô chú anh chị mình cùng sưu tầm cái dòng trà đỏ cho những ngày Tết này đấy ạ. À, và tiếp sang đây là những cái chậu càng cua rất là rực rỡ ạ. Những cái chậu càng cua, những cái bông hoa càng cua như những ngọn đuốc nhé. Khi mà nở hoa thì bông hoa như những ngọn đuốc luôn đấy ạ. Và trên mỗi một chậu như vậy này thì nó có rất là nhiều thân. Và một chậu như thế này thì nó sẽ có 3 mặt bông ở trên một chậu cơ. Đó, 3 mặt bông nhé, trên một chậu như thế này. Và về cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa, nó sẽ cho mình hoa quanh năm đấy ạ. Đây có những cây để đang hoa này, có và có rất là nhiều nụ đang lên ạ. Một chậu như vậy thì em chỉ bán 180.000 cho một chậu nhé. Cô chú anh chị nào lấy 5 chậu em à. À, cô chú anh chị nào lấy cả một cặp em để giá là 150.000 cho một cặp hai cây ạ. Và tiếp sang bên này đây thì hôm nay em lại cập bến một cái lô phi điệp hàng đang nụ nhá. Mỗi một bảng như vậy thì sẽ đang có khoảng tầm vài nụ trên một cái bảng ạ. Và hàng hôm nay về thì thân rất là đều và đẹp luôn. Bình thường cái dòng phi điệp này này thì hàng mà dài từ 60cm trở lên là người ta đã, từ nhà vườn người ta đã xỉ mỗi một thân là trên 120 rồi đấy ạ. Thì cái hàng này thì em sẽ giao lưu với cái cô chú anh chị để cô chú anh chị sưu tầm mặt bông với cái giá rất là nhẹ nhàng. Và đây là cái mặt bông của dòng phi điệp này cô chú anh chị nhé. Cái dòng phi điệp này thì với cái mặt bông rất là xinh đẹp như vậy và đã được từng được đi dự triển lãm và có giải thưởng đấy ạ. Đó, một cái mặt bông rất là đáng sưu tầm. Mỗi một bảng này thì đều đang có vài thân đang nụ nhá. Và có thể có những thân khác nó chưa nụ nhưng mà chắc chắn là nó sẽ cho hoa trong cái thời điểm đầu tới này cô chú anh chị này. Đây ạ, bảng này thì em thấy là đang có một thân đang nụ rất là xinh này. Cái thân này cực nù và tím rất là đẹp như vậy nhưng là chưa sổ nụ này. Cái bảng này em xin phép được bán với giá chỉ 250.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Thân rất là khỏe, đẹp luôn. À, đây là chậu số 1 ạ, chậu số 2 này. Chậu số 2 này cũng đang một thân nụ này. Đó, và nhiều thân khác căng mướt nhưng mà chưa nứt nụ, chưa nứt nụ. Đó, chắc chắn là cũng sẽ nứt nụ trong cái thời gian rất là ngắn tới rồi. Em bán, đây ạ, mầm gốc cũng đang bắt đầu lên nhé. Cái giò này ạ, xinh đẹp như vậy em bán cũng 250.000 thôi ạ. Tiếp theo là hình số 3. Đó, thì so với cái giá mà người ta bán, nhà vườn người ta đã xỉ ấy, là trên 100 hơn cho một thân. Thì cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái bảng như thế này, quá là rẻ và đẹp luôn ạ. Cái bảng tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 này có tất cả là 6 thân nhá. 6 thân thì ở đây thì em thấy là cũng đang có một cái thân này đang nhú nụ rất là đẹp rồi. Nói chung là cô chú anh chị được thưởng thức hoa trong cái thời gian rất là ngắn tới rồi. Đây, còn những cái thân còn lại này chắc chắn cũng sẽ nở hoa trong cái thời gian ngắn tới. Cái hình này mầm gốc đang lên rất là đẹp luôn ạ. Hình này em bán với giá là 270.000 cho hình số 3. Và hình số 4 này. Nụ chi chít làm nụ này. Đang có một thân chi chít là nụ rất là đẹp như vậy này. Cái bảng này ấy, thì em bán 270.000 cho bảng này. 2, 3, 6, 7, 8 thân cả ngắn dài đấy ạ. Tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 này có hai thân rất là to luôn và khá như là nhiều thân ngắn mập. Đó, và cũng đang nụ này. Cái thân này cũng đang nụ. Nói chung là mỗi một bảng đều có ít nhất là một thân đang nụ nhá, quý anh chị nhá. Và bảng này em bán với giá là 280.000 cho bảng số 5. Bảng số 6 này. Bảng số 6 đây ạ. Bảng số 6 này thì em xin phép được bán với giá là 260.000 cho bảng số 6 nhé. Bảng số 6 260.000 ạ. Và bảng số 7 ạ. Đây bảng số 7 này cô chú anh chị này. Bảng số 7 này thì em bán với giá 270.000. Bảng này thì em đang thấy là một thân, hai thân đang nụ rồi. Bảng số 7 270. Và bảng số 8 ạ. Đây ạ, bảng số 8 tím ngắt luôn, thân rất là căng đẹp luôn như vậy này. Cũng đang có hai thân đang nụ nhé cô chú anh chị nhé. Bảng này em cũng bán 280.000 ạ. Và tiếp theo là bảng số 9, 270.000 đây. Bảng này 270.000, em thấy là đang có hai thân nụ nhé. Đây ạ. Đây ạ. Thân rất là căng đẹp, 2 4 6 thân. Đó, bảng này là 270.000. Tiếp theo là bảng số 10 cũng 270 ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Thân rất là căng khỏe đẹp luôn ạ. Cũng đang có thân dài mướt và đang nụ nhá. Này, cái thân dài này đang nụ này, căng to đùng huỳnh luôn này. Tiếp theo bảng 11 này. Đây cô chú anh chị ngắm cái dàn nụ của nó kìa. Đó, cái bảng này. Bảng này thì em xin phép 3 thân đang nụ luôn, em bán 270.000. 2 4 6 2 4 6 7 thân ngắn dài. Tiếp theo là bảng số 12. Bảng số 12 2 4 6 7 thân.
7 thân và 2 thân đang nụ. Hình này em án 270.000. Tiếp theo là hình số 13. Điệp số 13, 2, 4, 6 thân. 6 thân và 2 thân đang nụ rất là đẹp. Hình này 270.000. Tiếp theo hình số 14. Hình số 14 đây nhá. Hình số 14, 2, 4, 6 thân ạ. 6 thân rất là đẹp này, em bán 270.000. Đó, 270.000 cho hình này nhá. 2, 4, 6 thân. Căng mướt luôn cô chú anh chị này. Hình này thì em thấy là làm sao nhỉ? Hình như là chưa, à đây có một thân này đang có mấy nụ thôi. Chắc là những cái nụ còn lại chắc nó vẫn còn đấy. Đó. Thì cái bảng này em thấy là nụ hơi ít. Nhưng mà thân thì rất là đẹp. Em bán chậu này, bảng này với 270.000. Tiếp theo là hình số 15. Hình số 15 này. Hình số 15 này cũng đang một thân có nụ và rất là nhiều thân, tổng 8 thân luôn nhé. Em bán hình này với giá 270. Tiếp theo là hình số 16. Hình số 16 này có 2, cũng có 8 thân ngắn dài đấy ạ. Em thấy là đang một thân rất là nù và đang có nụ rất là xinh, đang có nụ đây nhé. Thì thực ra là những thân còn lại này đều có khả năng cho hoa xuân hết đấy ạ. 270.000 cho bảng này. Tiếp theo là hình số 17. Hình số 17 phải nói là rất là xôm xê, thân căng mướt rất là đẹp luôn ạ. Chỉ mỗi tội là cái bảng này là em thấy là chưa có cây nào nhú nụ thôi nhá. Đó, chỉ có khác, chỉ có một điều như vậy thôi. Mà về cô chú anh chị có thể ngắm hoa chậm hơn. Cái bảng này rất là đẹp. Em bán 300.000 cho bảng này, có 8 thân rất là đẹp. Hình tiếp theo là hình số 18, 260.000 cho hình này. Có 2 thân, có 4 thân đều và thêm một thân ngắn ở đây ạ. Đó, 4 thân dài đều đẹp nhá. Chỉ 280 thôi cô chú anh chị này. Mỗi một thân cũng dài khoảng tầm 40 cm hết chứ. Và tiếp sang bên này đây là những cái chậu trầm rồng đỏ ạ. Trầm rồng đỏ chậu nào cũng đang chi chít siêu siêu nụ như vậy đây cô chú anh chị này. Đó, rất là nhiều nụ. Em có cái chậu này là chậu số 19. Chậu số 19 là có 2 thân đang nụ rất nhiều nụ luôn và một cái thân ngắn hơn cũng đang nụ nhá. Cả 3 thân này đều đang nụ hết đấy ạ. Em bán chậu này với giá chỉ 400.000 thôi. Hình 19. Hình số 20. 3 thân trầm tím siêu nụ cực đẹp luôn như thế này. Trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhá. Nếu như nói về chơi hoa Tết thì cái hình này thì cô chú anh chị thấy là có thể đấy là rất là nhiều nụ luôn ạ. Đó, nụ rất là đều luôn nhá. Cái chậu này 3 thân cao đẹp em bán 500.000 này, mầm gốc có cây cũng đang lên rồi đây. To nú luôn. Cái ki của nó ấy, hàng này thì cô chú anh chị về chơi rất là kinh tế luôn. Riêng cái ki năm đầu của nó thôi nhá. Ki năm đầu thôi ấy, thì nó cũng đã cao tầm khoảng tầm 30 cm rồi đấy. Đây, chậu tiếp theo là chậu số 21, 420. Nụ quá đẹp luôn ạ. Chậu này thì có 3 thân nhá. 3 thân, cả 3 thân đều đang nhú nụ nhá. Tiếp theo là hình số 22. Hình này có 3 thân cao đều luôn đấy ạ. Dạ, 3 thân cao đều. Em giữ lại như thế để cô chú anh chị có thể ngắm trọn vẹn cái thân hoa của nó, nụ của nó ạ. Hình này em bán với giá là 420 ạ. 420 cô chú anh chị sở hữu chậu trầm quá xinh luôn. Hình tiếp theo hình số 23 cũng 420 cho chậu này. Nụ đều tăm tắp luôn cô chú anh chị này. Đó, ngắm nụ không đã mê rồi, không biết đến khi nó sổ hoa rực rỡ tới nào. Và bên này thì là những cái chậu này. Chậu này tiếp theo là chậu số 24 nhá. Chậu số 24 này có tất cả là 4 thân trầm. 4 thân trầm đây ạ, cũng đang nụ đều tăm tắp đây. Đó, 4 thân trầm này thì nó đây. Cái thân cao nhất thì khoảng tầm 40 cm trên 40 cm nhé, cô chú anh chị nhé. Và cái chậu này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 440.000 thôi cho 4 thân ạ. Tính ra thì mỗi một thân nó chỉ có rơi vào có hơn trăm một xíu. Hình tiếp theo là hình số 25. 2 thân trầm đang nụ siêu nụ luôn với 2 mầm gốc cực xinh ạ. Cái chậu này em bán với giá là 300.000. Tiếp theo là hình số 26. Chậu này có tất cả là 2, 4, 6 luôn. Con số lộc rất là đẹp luôn đấy ạ. Nụ thì tăm tắp luôn đấy ạ. Đó. Cô chú anh chị mình mà không được chơi hoa Tết ý, có thể chơi lộc xuân. Chơi lộc xuân, chơi hoa xuân với cái sắc hoa đỏ thắm cũng quá là tuyệt vời đúng không ạ? Chơi vào đầu Tết đấy ạ. Mầm gốc cũng đang chuẩn bị nhú lên rất là đẹp luôn. Vừa lộc vừa hoa quá xinh. Chậu này em bán với giá là 720.000 ạ. Cho chậu 26 có 7 thân nhé cô chú anh chị nhé. Tính vào mỗi một thân có 120 đúng không ạ? 6 thân ạ. 6 thân nhé. 720. Tiếp theo là chậu số 27. Chậu số 27 này em có 2 thân cực nù luôn đấy ạ. Đó, 2 thân rất là nù luôn. Em bán chậu này với giá 320. Và tiếp theo là hình số 28. Hình này có tất cả là cũng 4 thân. À 3 thân ạ. Có 2 thân dài thêm một thân ngắn ở bên dưới này này cô chú anh chị này. Đó,
cũng đều đang nhú nụ chi chít hết. Hình này em bán 320.000 nhá. Tiếp theo là chậu số 29. Chậu số 29 này là 3 thân trầm đấy ạ. 3 thân rất là đẹp như thế này đấy ạ. Đang nụ chi chít luôn. Cái giò này em bán hình này với giá là 420.000. Tiếp theo là hình số 30. Hình số 30 đây này cô chú anh chị này, hai thân cao đẹp nhá. Hai thân cao, nói chung là cây nào cũng chi chít là nụ. Hình này em bán với giá là 350.000 cho hai thân này. Hai thân trầm cao đẹp. Tiếp theo là hình số 31 là 160 đây, một chậu duy nhất một thân. À một thân nhưng mà ở đây là có một cái thân nữa nhưng mà nó bị hỏng nên là gãy cắt đi rồi, nó cũng có một mầm con này cô chú anh chị này. Là chậu này cô chú anh chị sẽ mua sẽ được lợi nhá. Chậu này em bán 360. Tiếp theo đây là dòng giả hạc Pháp này. Giả hạc Pháp ạ, hàng đang xuống lá và chuẩn bị chờ nụ rồi nhá. Chậu giả hạc Pháp này em bán 140.000. Chậu tiếp theo là chậu số 33. Chậu số 33 cũng 140.000. Và bảng giả hạc Pháp số 34. Bảng giả hạc Pháp số 34 này cô chú anh chị này. Bảng này thì em thấy là đã nứt nụ rồi nhá. Đây ạ. Hàng này thì bình thường là sẽ nở hoa Tết đấy ạ. Đã bắt đầu là nhú nụ rồi đấy ạ. Sưng mắt nụ ở đây rồi nhá. Đây này. Đó. Cái bảng này thì em cũng bán 140.000 cho bảng 34. Bảng 35 thì có ít thân hơn, cũng đang bắt đầu là nứt nụ rồi. Cái bảng này em bán với giá là 130.000 có 4 thân. 4 thân ạ. Có một thân này bị gập mất. Hai thân này bị gập mất à. Tiếp sang đây sẽ là dòng giả hạc hồng ngọc. Giả hạc hồng ngọc nhá cô chú anh chị nhá. Một cái chậu giả hạc hồng ngọc thân căng mướt quá đẹp như vậy, hàng chuẩn ươm kia ạ. Cái dòng giả hạc hồng ngọc thì với cái sắc hoa tím hồng ngọc rất là đẹp luôn, chắc chắn không làm cô chú anh chị thất vọng. Hình 28 360.000 cho chậu giả hạc hồng ngọc này. Hình 39 ạ, một chậu giả hạc hồng ngọc này em bán 260. Và tiếp theo là hình số 39 là một phần dáng hương đuôi cáo. Phần này có đến 13 cây cáo nhé. Và em bán 150.000 cho phần dáng hương đuôi cáo này. Phần tiếp theo 40 là có 15 cây cáo. Phần này em bán 160.000. Sang bên này sẽ là hài hương này. Hài hương thì em có bán hàng cân, hoặc cô chú anh chị mình có thể mua theo phi hình này cũng vậy nhé. Cô chú anh chị mua hàng cân thì em cũng sẽ bán lô xô to nhỏ lẫn lộn với nhau. Em bán từ 0,1kg với giá là 1 triệu cho 1kg nhé. 1 triệu cho 1kg hài hương. Cái dòng hài mà cô chú anh chị đã là người chơi hài không thể bỏ qua dòng hài hương này luôn đấy ạ. Và ở đây thì em có cái hình, hoặc cô chú anh chị chọn hàng theo hình cho em này. Cái hình hài hương này là hình số 6, hình số 41 có 6 cây. 6 cây hài hương tất cả với giá chỉ 150.000. Tiếp theo là hình số 42. Hình số 42 này một cây hài hương này đang mèo hay sao này, có tất cả là 3 dề. 3 dề như vậy nhá. Đó. Cái hình này thì em bán với giá là 180.000 mà cái bản lá của nó rất là to luôn. Mấy dề này này, bản lá rất là to, 180. Hình số 43 là nguyên một dề này. Cái lá này thì là bị rêu riếc thứ gì đấy nó bám vào thôi nhá. Cái hình này em bán với giá 150.000. Và hình số 44 cũng 150.000. Hình này có 5 cây. Hình số 45 4 cây 120.000 ạ. 120.000 cho hình này đây. Đó, có cây lá xếp rất là xinh luôn này. Hình tiếp theo là hình số 46 130.000 cho hình này. Hình này 130.000 ạ. Có hình như có cây này. Đây có 2 dề, 130.000 cây mẹ con. Hình tiếp theo hình 47. Hình này có tất cả là bao nhiêu cây nhỉ? Hình này có tất cả là 15 cây nhá, 15 cây hài giống. Em bán hình này 120.000. Mà sang bên này là hình số 48 là một phần đai châu. Hai cây châu, cái lá xếp hai bên đều tăm tắp rất là đẹp như thế này, nhiều cặp lá luôn cô chú anh chị nhá. Cái chậu này thì lên giò quá đẹp, có hai nụ rất là xinh luôn. Một cây này, một cây nụ rất là đẹp này. Một cây này cũng thế này cô chú anh chị này. Cũng rất là đẹp ạ. Hai cây châu này em bán với giá là 360.000 cho cặp châu hình số 48. Hình số 49. Đấy, cây châu này bản lá mít luôn ạ. Đó. Đây ạ. Cây trên này thì hơi dập lá một tí xíu. Cặp châu này thì quá là đẹp luôn. Em bán hình này với giá 350.000 nhá cho cặp châu này nhá. Tiếp theo, một cây châu duy nhất nhìn xòe hai bên rất là đẹp, cây to nhá. Mà có hơi vỡ lá ở đây một tí này. Cái cây này có một cái nụ to đùng luôn. Cái chậu này mà lên chậu thì đúng như hoàng hậu lên ngôi luôn ạ. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 330.000. Rồi tiếp theo là hình số 54. Hình số 54 là ở đây thì em có cái hàng thập hoa. Cô chú anh chị có thể mua hàng cân hoặc theo dề này cũng rất là xinh này. Dề thập hoa này là hình 51, em bán là 90.000 cho dề này. Hình số 52 dề này cũng 90.000. Hình số 53 hai cái dề nhá. Chỗ này hai dề luôn, quá quá đẹp như thế này này, chỉ có 50.000 thôi ạ.
Hình tiếp theo, hình số 54, 70.000 cho chỗ này, quá siêu rẻ luôn. Cô chú anh chị mua hàng cân cũng vậy nhá. Hình tiếp theo hình số 55, cái 2 dề, 2 dề này 60.000. Và hình tiếp theo là hình số 56. Một dề khủng luôn. 150.000 ạ. Rồi ngoài ra thì em còn có thêm rất là nhiều những cái đặc sản của vùng Cao Bằng, để giao lưu cùng cô chú anh chị nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái dòng chè. Chè gì nhỉ? Chè này gọi là chè gì nhỉ? Chè ạ, đây là dòng chè ạ. Chè ở cái vùng Phe Đén, Nguyên Bình cô chú anh chị nhé. Đây là chè Ô Long cô chú anh chị nhé. Chè Ô Long của vùng Phe Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng ạ. Cái vùng mà nơi mà có cái độ cao trên mực nước, độ cao là trên 1.000 m cô chú anh chị nhé. Và hàng này thì hoàn toàn rất là sạch, hoàn toàn là bón bằng những cái chất hữu cơ rất là sạch. Và cái chè này thì thưởng thức thì phải nói là thực sự là rất là tuyệt vời luôn. So với cái giá của nó, nước chè xanh và rất là ngọt. Nói chung họ uống rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị thử một lần thưởng thức cái chè Ô Long của vùng Cao Bằng. Chè Ô Long của vùng Cao Bằng em bán một túi như vậy là một nửa kg. Với giá em bán là 160.000 cô chú anh chị nhé. 160.000 ạ. Bà đun lại cháu. Chè Ô Long nhé. 160.000 cho một túi nửa kg. Và bên này là dòng nấm hương. Nấm hương cũng là vùng của vùng rừng Cao Bằng đấy ạ. Đã được phơi khô. Và một sâu như thế này em bán 20.000. Hôm trước thì em bán sâu là 15.000. Tuy nhiên cái hàng này thì nó sâu nó to hơn nên em sẽ bán với giá là 15.000, 20.000 cho một sâu. Và một túi nửa cân thì sẽ với giá là 150.000 nhá. Cô chú ý chị sẽ được rất là nhiều luôn. Tại vì nó nở ra thì rất là nhiều. Còn đây là măng khô này, măng khô bảo lạc, măng khô sợi nhá. Vàng ươm luôn ạ. Em bán là 145.000 cho một túi. Và đây là măng lưỡi lợn của vùng bảo lạc. Với giá em bán là 150.000 cho một túi. Và đặc biệt là cái dòng miến, miến Phe Đén của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. 100% là từ cái củ rong giềng. Sợi miến khi mà cô chú anh chị nấu cũng không bị trương, mà vẫn trong, dai, ngon. Ăn rất là thanh mát tuyệt vời luôn. Dòng miến Phe Đén này em bán một túi 1 kg như vậy với giá là 130.000 cho một túi. Và đây là miến Án Lại, cũng là của vùng Cao Bằng nhá. Miến Án Lại này em bán là 100.000 cho một túi 1 kg. Rồi sang bên này là em có dòng sim khô. Sim khô với mỗi một túi như vậy 1 kg với giá là 100.000. Và cái táo mèo ạ, vàng ươm luôn cô chú anh chị này. Táo mèo một túi 1 kg 100.000. Và chuối khô, chuối hạt nguyên quả. Chuối khô này em bán 130.000 cho một túi 1 kg. Nấm ngọc cẩu. Ba kích này em bán là 450.000 cho 1 kg một túi 1 kg. Và nấm ngọc cẩu 300.000 cho 1 kg. Hà thủ ô đỏ 300.000 cho 1 kg. Hoàng tinh với giá 200.000 cho 1 kg. Tầm gửi cây gạo đỏ 210.000 cho một túi 1 kg. Tầm gửi cây nghiến 190.000 cho 1 kg. Tầm gửi cây chanh 230.000 cho 1 kg. Rễ mũ trần với giá 130.000 cho 1 kg. Và cái chè sơn mật hồng châm uống ngọt ngào và rất là nhiều cái tác dụng. Rất là nhiều tác dụng. Và cô chú anh chị thấy là cái dòng chè bên em thì rất là nhiều hoa. Rất là nhiều hoa như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Em bán là một túi như vậy với giá là 80.000. Và ở đây là cái dâm dương hoắc ạ. Một túi như vậy, một bọc như vậy em bán là 150.000 nhá. Tiếp sang bên này là chè rào khổ lam. Chè rào khổ lam một hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong với giá là 60.000 cho một hộp như vậy đấy ạ. Và cô chú anh chị lấy nguyên cả một hộp như vậy sẽ có 6 hộp nhỏ, 4 hộp nhỏ bên trong. Đóng gói nhìn rất là lịch sự như thế này. Em bán với giá là 220.000 cho một hộp. Và em có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan nhé. Kích ki duy xanh, duy đỏ, các loại phân bón, bả sen, rồi là dưỡng chất AB, nói chung là rồi là keo liền da mỹ tiến, sẹo đen. Em bán rồi ngoài ra thì em có thêm vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong 1 kg và rêu rừng là 50.000 trong 1 kg nhé. Vẫn có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng đấy ạ. Em bán với mỗi một lọ như vậy với giá là 40.000. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị.